Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn nam ruby sao quyền lực. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Nhẫn nam ruby sao quyền lực với thiết kế nam tính và mạnh mẽ mang tới một sản phẩm ấn tượng. Chiếc nhẫn được kết hợp đá ruby sao cùng kim cương thiên nhiên sang trọng, đẳng cấp và hợp mệnh. Trong phong thủy, đá ruby là viên đá hộ mệnh cho người sinh tháng 7. Khi mang viên đá này bên mình sẽ giúp người dùng gặp may mắn và thành công. Nhẫn nam ruby sao quyền lực nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Sản phẩm có giấy kiểm định đá quý uy tín. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.